Xin chào mọi người nhé, hôm nay tôi sửa cái con này nhé, con đĩa này nhé, hình nhơn hòa nhé, 1983 nhé, Việt Nam nhé, không biết năm sinh năm tuổi gì đây, nói chung của nó lệch nhá, vẫn điều chỉnh cũng được nhá, vẫn điều chỉnh được này, điều chỉnh trở lại này cũng được, vẫn mãi không lên nhá, đấy. Hơi cứng nhá, cứng nặng trước tiên cứng mà nặng thì các bạn nên phải tháo cái này ra này, chúng ta phải cho dầu vào này là cứng nặng, còn cái này chúng ta chỉnh nhá, nguyên nhân của nó đây, bây giờ cái này thì chúng ta phải bẻ cái này để vặn ra để mà cho phải bỏ dầu lên mờ vào nhé. Cái này thường nặng là các bạn nên cho lên mở vào, chúng ta vặn ra đấy, chúng ta cho lên mở vào đây nhá, chỗ này nhá, tháo cả hai bên cho thoải mái vào. Tôi định tháo một bên hồi nữa khỏi phải đóng lâu cô, mà bây giờ chúng ta phải tiến hành sửa đây nhá, chúng ta phải tiến hành chùi lau thạch thẻ nhá. Rồi. Đây các bạn nhé, chúng ta phải bỏ cái luyên cái nhớt vào đây này, và bốn cái chỗ này này, bốn chỗ này để cho nó trơn nhé. Rồi chúng ta nhỏ nhé. Đây, lên nặng là chủ yếu nằm ở chỗ này các bạn, nó bị kẹt ở chỗ này, ở bốn chỗ này. Đây nhá, lấy cái thanh này nhá, quan trọng thanh này nhá. Đây. Đặc biệt là cái răng cưa này. Bên này thế. Đây này, cái ta bó này này. Đấy các bạn thấy không? Ta làm bo này nhá, làm cho nhẹ nhàng ấy nhá. Đấy, các bạn thấy á. Đấy. Bây giờ cái này thì chúng ta phải chỉnh cả cái trong cả cái ngoài nhá. Vừa chỉnh trong chỉnh ngoài nhá. Đấy. Đấy, vừa chỉnh trong chỉnh ngoài nhá. Chỉnh bên trong này một xíu này. Phải nhấn vào đây cái này. Chúng ta bây giờ điều chỉnh nhé. Điều chỉnh không đi các bạn nhé. Thế chúng ta phải điều chỉnh trở lại. Chà, nó quá thế. Rồi.
vẫn không điều chỉnh được các bạn. Chúng ta xả ra cho hết ạ. Rồi nhá, chúng ta xả ra cho hết các bạn nhé. Rồi. Rồi đấy, các bạn thấy không? Đó là chính xác nhé. Cho tôi để cái này để xem sao nhé. Cái gì tôi để cái đấy nhé. Cái này này. Đấy. Ba lần hai nhé. Chỉnh tí nữa nhé. Để cho băng nhé các bạn nhé. Để cho băng nhé. Đấy. Ba lần hai nhé. Cho tiến hành để. Đấy. Các bạn thấy chính nhé. Đấy, chính trừa này. Thì con nào cái đo đo cho chính xác một xíu rồi. Rồi, chính xác. Cực. Cực chính xác nhé. Rồi, chúng ta bỏ tiến. Cái này 3 lần tư các bạn. Đấy, 3 lần 4 nhé. 3 lần 3 thì đúng hơn. Đấy, nó chính xác. Thở. Đấy, còn 3 lần 3 nhé. Này. Đấy, như vậy là ok. Chúng ta chỉnh trong chỉnh ngoài và chúng ta bây giờ vặn lại thôi. Những cái gì chúng ta đều vặn tiến hành vặn vào. Thì tôi không biết ở bên nào. Bên này. Rồi, tiến hành vặn vào. Rồi đây chúng ta đã vặn xong nhá. Còn cái này thì chúng ta phải tiến hành thử. Đấy. Chỉnh lại xíu nhé. Rồi đấy. Bây giờ chúng ta để cái này đẩy cái này vào Việt Nam ở trên này. Việt Nam chất lượng cao nó như vậy nhỉ. Để cho đúng không có. Rồi. 3 lần 3 nhá. 3 lần 3. Đây 3 lần 3 các bạn nhá. Đây còn 3 lần 3. Ok nhá. Không cần cắt thử các bạn nhé, chỉ cần các bạn
làm sao để bỏ vào ngón tay này. Đơn giản như vậy là con sẽ chính xác nhé. Thôi đến đây, cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhớ nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé.